Rồi, xin chào Đinh Anh Thắng nhá. Xin chào nhá. Rồi, giờ mình lên xe hộ em ạ. Lên xe. Chào các bé nhá, mình đi đảo nhá. Chào chú nhá. Rồi, ok. Bạn trai vẫy tay chú này. Rồi, mình lên cano nhá. Chào Đinh bạn Thắng nhá. Thắng đẹp trai nhá. Ok, ngồi ra phía sau hộ chú nhá. Hồi nãy chú nhắc thì nhớ chưa? Ngồi ra phía sau và mặc hết áo phao vào hộ chú nhá. Lấy giờ chú nhắc rồi nhá. Hello my friend. Hello my friend. How are you? How are you? Các bạn ơi. Tô ăn đứng lên. Các bạn ơi. Biết đâu biết đâu. 2 3. 2 3. 2 3. Bây giờ mình cởi hết áo phao ra và di chuyển lên vịnh san hô ạ. Mình sẽ có khoảng 2 tiếng ở đây ạ, tắm biển là vui chơi tự do ạ. Đấy, nước trong chưa? Trong thấu đáy này thấy không? Nước trong. Em mình ơi. 1 2 3. Xin chào vịnh san hô. Rồi, ok, vào thôi, vào thôi. Có một hướng dẫn viên theo kèm một an toàn tuyệt đối xuống cái trình đi cho mọi người nhé. Để mọi xem xuống rồi mình sẽ ngắm cá. Chào tất cả bạn Thắng này, đây này mình đi lặn nhá. Các bạn chờ xem video nhá, chờ xem video nhá, chờ xem video dưới nước nhá. Rồi đây là mã số nhá để các bạn chụp ảnh ở dưới nước. Tại vì ở dưới nước cái mặt ai cũng giống mặt ai. Khi đeo cái mũ nó vào thì người ta làm sao mà nhớ được ai. Vâng, không biết nhà mình bắt buộc con phải có cái số này để là nhớ là mã số của nhà mình. Đây đây mã số đó. Mặt ai cũng giống mặt ai thì chụp lại cái gì. Dạ. 16. Em tên gì? Em tên Thắng. Rồi. Các bạn ơi, các bạn đã sẵn sàng đi làn chưa? Sẵn sàng. Rồi, ok. Các
Sao? Con thấy sao? Thích không? San hô thích không? Tuyệt vời không? Tuyệt vời nhá. San hô tuyệt vời nhá. San hô tuyệt vời các bạn ơi. Rồi, tuyệt vời nhá. Rồi mình cập bờ thôi ạ. Cập bờ mình thay đồ mình đi ăn cơm ạ. Rồi bé xuống tập bơi đi. Bé xuống đi này. Thải bé xuống. Thải bé xuống đi. Ra ngoài là xíu, ra ngoài xa xa xíu này. Rồi. Rồi. Xin chào Lang Trai, vâng, chào các bạn. Xin chào các bác. Rồi, chào mừng các bạn đến với Lang Trai nhá. Các bạn có khoảng 10 phút để đi chợ tham quan tôm, tham quan cá, bắt tôm, bắt cá lên chụp hình nhá. Vâng. Sau rồi mình mới vào mình ăn cơm nhá. Rồi, hello các bạn, vâng. Thực đơn là không có mực sống và tôm hùm tươi sống nhá, còn món gì cũng có nhá. Rồi vào đây các bạn ơi. Rồi vào đây ạ. Ra đây cất đồ đi ạ. Có đồ gì không ạ? Đây đây. Đây các bạn. Anh chị ở đây này, tôm hùm tre này. Đây tôm hùm. Đây 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 anh chị ơi, ra đây cầm con là tôm này lên này, chụp hình quay phim này. Rồi, đây, cái sống nha. Công ty của mình á là công ty đã lo cơm cho mình rồi. Rồi, cầm lên, bình tĩnh. Mình chỉ còn thiếu tôm hùm với mực thôi, hai món thôi. Rồi, cầm hai cái thôi, cầm chắc này, em ơi nhìn máy này. Hai cái này. Ừ. Cho đi cầm rồi, nắm luôn. Đi đi cầm đi nha. Rồi. Rồi em cầm em chụp cái này. Rồi, đây wow nhá, xinh nhá. Rồi. Hai này, xin chào này. Rồi, cho bé nhỏ cầm cái nào, bé nhỏ cầm cái nào. Cái cầm, bé nhỏ cầm cái chắc rồi nhá. Rồi. Rồi. Ok. Cầm chắc nhá, được rồi. Nhìn chú cái này, nhìn chú cái này, nhìn chú cái này. Thôi tao bám, tao bám. Rồi, cười xinh nhá. Bỏ tay ra, mẹ bỏ tay ra, mẹ bỏ tay em ra. Rồi, ok. Rồi. Các bạn ơi. Bia đâu, bia đâu. 2, 3. Vậy ơi, chạy, chạy. 2, 3. Lục xô. 2, 3. Rồi, ok. Rồi. Ok, rồi, chúc cho mình ngon miệng nhá. Vâng, ok ạ. Di chuyển lên đi các bạn ơi, di chuyển lên đi. Anh kéo tay khách lên hộ em kìa, kéo tay khách lên này. Cua trái vào luôn nhá. Ok, vào trong luôn ạ. Một xe là đủ ạ, một xe là đủ ạ. Vâng, di chuyển lên xe điện và mình đưa vé ra. Các bạn ơi, đưa vé ra để bảo vệ họ xé vé này. Đưa vé ra hộ mình cái ạ. Đưa vé ra hộ mình cái. Bốn vé người lớn đây. Hai vé trẻ em. Ok chưa? Let's go, chào Hoàn Tâm này, bé ơi, vẫy tay chào chú này. Vẫy tay chào máy này, đây nha. Bé đang ngủ rồi. Bé đang ngủ rồi, rồi. Chào máy quay nha. Chào Hoàn Tâm nha, rồi đây. Ma Bà Len đây. Đây, chữ Ma Bà Len đây, đây. Ma Bà Len nha, Hoàn Tâm nha. Dạ đúng rồi, chính xác. Rồi, mình đã tới khu vực là hồ bơi thác nước của đảo Hòn Tâm nha, khu vực tắm bùn nha, khu vực này là view đẹp nhất mạng xã hội nha các bạn nha. Đây từ đây là các bạn đã thấy view này, được chưa? Các bạn massage ở Nha Trang hoặc massage Hà Nội, các bạn sẽ ngồi trong phòng máy lạnh, còn đây các bạn ngồi bên cạnh thác nước hồ bơi, gió hay là gió biển ở Nha Trang hoặc ở trong đất liền hoặc là ở Hà Nội không bao giờ có nhá. Vâng, có 102 nhá, chưa thác nước trên kia đấy. Dạ, vào đây, vào đây cho nó mát này. Mình ngồi 5 ghế gần nhau này.
Đây ạ, nhà mình 5 ghế gần nhau này luôn đi. Vâng. Rồi lúc này là khoảng 12 giờ trưa cùng ngày nhá. Thì những hành khách khác đang tắm bùn, tắm hồ bơi hoặc là đang ngủ thì chúng tôi lên khu vực là thác nước để chụp hình. Tại vì cái thời điểm này là không bị vướng khung hình, không bị vướng ai hết. Nên đây là một mình của Vương Quốc. Đấy, trời rất chi là xanh nhá. Đây. Lên ơi, lên ơi, lên ơi, lên đây nào. Rồi, ok. Ok. Các nhà tuyệt vời luôn. Mát quá. Đây mà. Đây mà. Đây đúng đây. Đây đúng mà. Đây đúng mà. Đây đúng. Rồi, chào gia đình mình này, chào mình đến với khu vực tắm bùn này, đảo Hoàn Tâm này, đi thẳng qua đi các bạn ơi. Rồi, ở đây nhà mình tắm hai hồ đúng không? Hai hồ vào đây ạ, à? Vâng. Vào đây. Rồi, các bạn ngâm bùn nhá, bây giờ ngâm chân trước nhá, rồi tí nữa này bắt đầu ngâm cả người nhá, chờ xíu nhá. Hai, chào các bạn này, ngâm chân nhá, bây giờ ngâm chân trước này, chờ xíu bùn lên đây ngâm cả người nhá. Rồi. Cao lên, cao lên, cao lên, tới cao lên. Tới cho anh nè, tới cho anh nè. Rồi, tới cho anh nè, tới cho anh nè. Tới cho anh cái này. Để chú quay mà. Quay mà đưa. Tới cho anh nè, tới cho anh nè. Con trai bỏ tay ra này, rồi, thích nhá. Nó cười kìa, rồi, ok. Có buồn tưới cho bố đây này, rồi, thích quá này. Rồi. Rồi, tình cảm chưa, mạnh tay lên. Tối nay trồng thưởng nha. À, tối nay thưởng. Vâng. Vào bên này anh ơi, bên này, bên này, bên này. Đi vòng tròn nhá, đi vào từ bên này. Cứ đi vào bình thường ấy. Đi vào bên này và đi ra bên kia nhá. Bế con trai lên anh ơi, bế con trai lên. Đăng này. Đi đi đi, đi vào đi. Chạy. Vào đi. Ướt đúng rồi, phải ướt đúng rồi. Vào đi ạ, bế con trai lên anh ơi. Rồi đi thẳng vào đi, thẳng vào đi. Rồi lên bơ hồ bơi, bơ tự do này các bạn ơi. Thấy chưa, bây giờ đông người chưa? Đông chưa? Thấy chưa, hết chỗ chụp hình chưa? Đông chưa? Rồi bơi tự do à? Bơi tự do nhá. Bơi như này này. Bơi đi, bơi đi, bơi đi, bơi đi, bơi đi, bơi đi. Rồi tạm biệt này, tạm biệt Hoàn Tâm này các bạn ơi. Đi trước đi, đi trước đi, đi trước đi, đi trước đi, tạm biệt nha, đi trước đi.
tạm biệt hoặc tạm lại.